Mua hạt trái đi. Ơi, đây, mình lấy chưa? Ơi, quay cả đau, mà chăng ra quá hả? Này, 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 này,
không có xanh, xanh thế này thôi, xuống đây xem. Vâng, người ta chín mới ngon mà. Coi cái này đi. Mua cái đá ra tới chị nhìn về ăn sống. Mình đây ớt nhỏ xíu như này thôi. Quả này này nó mới xanh một nửa, thế bà ăn ớt xanh. Ớt này là ớt ươm. Đưa hai quả này. Ớt này là xem có móng tay. Mua đi ba cái. Đi. Cảm ơn chị mua cho chúng em nhé. Mai lại mua nhé. Ăn như thế nó khỏi hăng và nó giòn nhé. Cảm ơn nhiều nhé. Một kỳ mấy? Gồm kim mà đặt rưa. Trong khi bà bán thì bà bán 45.000. Mua này mấy được kỳ này? Một kỳ mấy? Kỳ 40 thôi, 20 thôi. Mấy thôi? Không bỏ vô nữa. Anh kim đang phải ao kỳ mấy nữa? Dạ 40 nhiêu? Chứ đừng kỳ mà mua kỳ mà. Đi làm mà mua về hả? Bắt trường Đà Lạt. Bắt hai trái đấy à? Để thế em đi, chẳng mấy khi có hàng rẻ mà ngon này. Hai người chồng ăn không ra gì nữa. Ơ này ớt Đà Lạt đẹp. Nấm này bắt hết rồi nhỉ? Cảm ơn nhé. 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 Cảm
10 trái kìa. Ôi làm thế nào không nhanh thế. Nó cái nhanh chị ơi. Cây cây bắt trong bố vừa bố. Cái này nấu món gì bây giờ nấu xẻo? Hay là tôi luộc bát chanh vào đi. Nha. Làm hai món đi. Nha. Làm hai món này. Khi nào là chị sẽ xây một cái ở kia, chị sẽ nuôi một con thảm con heo rừng ở chỗ gốc chuối đấy. Tâm lý đấy. Có heo là chị sẽ cho heo ăn su su. Phụ lên kế hoạch như thế rồi đấy. Không. Chắc mai mình đi câu cá đi. Lại đi câu cá nữa. Mình đi câu cá về mình làm món cá sốt cà chua. Hợp lý đấy chị. Làm mùa rau bí trước. Xong rồi mình ra mình quay cảnh ngồi bán thôi. Khi nào mình ra mình ra thu hoạch là mình sẽ ghép cái cảnh phía sau. Cái cảnh phía sau xong rồi mình đi vào mình cầm cái kia ra trồng nhỉ. Hay sao ta? Đúng rồi. Mà trồng ở đâu mới được chứ. Bây giờ 4 cây hay. Ha ha.
có cái này, cái này có.
Thank you.
Cái này có màu đen người già nhỉ? Ở đâu đây mà đây Hoa. Đứng đây nè. Có thịt dê à? Dạ. Đây thôi. Mình đi ăn. Cái này cứ đi 2 3 giờ rồi. Ba. Ăn lươn to là gì? Ồ ăn để ăn cơm lươn, ăn cơm có bọn dữ vậy. Mười nghìn ạ. Dạ, tôi thử miếng thịt lươn này. Ta chưa được. Bà ăn đồ ngọt nhiều quá nó mới lên. Thử miếng đi cô. Con lấy mấy nghìn sống được. Ăn tí to quá. Dạ. Kiểu là cũng không có thời gian đi chợ. Tí to quá tự nhiên người ăn nhỏ nhỏ. Thời gian đi chợ. cả hai đứa đây nhá.
với chị ạ. Mua xả này về cho làm người ta cũng phải bán trái cây. Cái gì đó cũng bán. Cảm ơn nhá. Bán trái cây cho nó dễ. Thôi. Bán này làm thì không cần bán để lấy đâu. Có chứ. Cảm ơn nhá. Đây bao nhiêu tiền một gói? 5.000 thôi cô ạ. Xả bán thế nào đây? 10.000 một ký. 10.000 một ký. Có lấy nửa ký. Trong ngày nào cũng đi qua vậy đó em. Cho nó lấy hết, làm cảnh hết đi, cân sâu. Đi em bội. Đó. Sáng giờ chưa bán mấy ăn được cái bộ ra vào đây. Dạ. Tao lấy hết cho mày luôn. Thì tao bỏ ngăn mát, tao nướng thịt gần. Dạ. Ướp thịt nướng. Này nè, nãy bạc kia. Cảm ơn nhá. Ngay bờ đường đi, nhưng mà mình nhà cửa. Mời chị nha. Ừ. Quay ra rồi. Ở đây thì kem cái ra thì không mũ, cũng đòi ra luôn mà không mũ. Kèm bà cái gì ôm mua giờ mình đi ha, kè là xuống thôi, con về trước đây. Cứ để cái chú sang ngày mai tôi đưa cho. Dư mà chú ra cố vậy. Đưa tao lấy rồi mà. Ôi trời.
Bao giả nữa nhé. Ở đây em chỉ có có thấy lạ mùa cái được con ngon hai tơm người nha mường tơm được cá mường tơm được cá mường tơ mấy ạ 5,000 quản to nhỉ. Thank you.
Đẹp tái như cá cơ đi mà sáng bọn nó không ai không biết cái mặt. Thấy hả? Ôi trời ơi, tôi tưởng ông ấy làm ở ngoài phút độc cô. Rồi ok. Đúng chưa? Ông đi đám cưới mẹ à? Đó rồi, đó rồi. Em ơi, vào mà giống đỏ Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái nhau cạnh.
em lấy một chục. Ờ, vậy đó. Ừ. Một đắt hai rẻ. Ừ. Mua chị ơi. Mua đi chị. Không, lắm cho con ra là ăn đúng không? Phải lo ngọt lắm không? Cái là đẹp mộng mơ được bán con 5.000 thôi. Ừ. Ý là chị nhà chị chị không có gà mé gì hết rồi. Sáu chiếc 4 cúc nhá. À. Cứ nhặt thoải mái đi. Sáu chiếc 4 cúc này mang về cho gà này ha. Rồi mày bán nó đắt. Bỏ nhầm thì mất cốn nữa. Có đủ đâu mà bán. Thì nó không có nhiều đứa. Cho mấy người hết cả lại. Đây, 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 đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thành ấy. Coi cái video làm ở cái nào? Đây nhà còn hai đuống mà nó non hơn à? Bà gì? Cảm ơn nha. Giỏi ơi, bán cám và mua tim này đúng không ạ? Chẳng mua được bán. Rồi lấy cây đi. Cây này. Sao nó kéo? Nó cây này còn héo mà. Nó mai bán đồ ăn được rồi nhá. Cảm ơn nha. Anh chả ăn được cái gì. Cái đồ ăn ngay nhá. Lấy về cái này là mình chỉ nhặt đi xong bắt đầu thái nhỏ, thái dài bằng này. Có thịt thì có, không có ông được khảo đi. Có hai mấy chị? 10.000 ạ. Cái là không ngồi cho ta đi mà. Được chưa?
nấu canh này. Cảm ơn nhá. Chiên xào nấu nướng có thể chỉnh lửa nhỏ hoặc lớn, bất cứ khi nào mình chặt mà không sợ gió thổi tắt. 35.000 một cái, 3 cái không có dành tiền. Sắp về luôn. Mỗi anh em lấy lửa đi. Chia đôi nhá. Rồi cho làm hai bịch nữa, bịch một lửa đi. Này về hấp cá. Bán ngay muối.
Lấy lại đi một lần nữa chứ, cho nó làm xong chứ. Từng tạ 10 tấn, 5 tạ, 6 tạ. Tươi á? Được hơn 100 triệu từng cà. Cà tươi á? Thế là được rồi. Các chú bảo đây chưa xuống. Không thiếu một cái gì trơn à. Đây cũng thử.
Thế cả con gà quay thì nó làm sao chả? Rất nhiều. Thôi gà, gà em vẫn lắm. Làm gói chín nha. Cảm ơn nha. Có một nơi trong tầng ngủ. Là cháu nha. Cô cháu đi. Hai cái bỏ cái cháu này đi. Cái bánh đa ngon cho xin miếng đi. Bán hết thật là luôn à. Thank you.
mà cho.